Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình xin được cập nhật lịch visa và lịch mở hồ sơ tháng 5 năm 2022, cũng như lịch phát thư phỏng vấn tháng 5 năm 2022 lần thứ nhất. Trước khi đi vào video tìm hiểu, xin mọi người giúp mình bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh để động viên tinh thần cho mình trong những video tiếp theo. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Ký hiệu các diện hồ sơ. Diện F1, con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A, vợ chồng hoặc con nhỏ dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F3, con đã có gia đình của công dân Mỹ. Diện F4, anh chị em của công dân Mỹ. Công dân Mỹ là những người đã có quốc tịch Mỹ. Thường trú nhân là những người đã có thẻ xanh, bao gồm thẻ xanh 2 năm hoặc thẻ xanh 10 năm. Thời gian chờ phỏng vấn hiện nay, đối với diện F1, 7 năm 5 tháng. Diện F2A vẫn là chữ C, tức là ở thời điểm hiện tại. Diện F2B là 6 năm 8 tháng. Diện F3, 13 năm 6 tháng. Diện F4, 15 năm 2 tháng. Sau đây lịch visa tháng 5 năm 2022, hay còn gọi là lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Việt Nam. Tính đến tháng 5 năm 2022, đối với diện F1 đã phỏng vấn được những hồ sơ đến ngày 1 tháng 12 năm 2014, đứng yên so với tháng trước. Diện F2A vẫn là chữ C, tức là ở thời điểm hiện tại. Diện F2B đã phỏng vấn những hồ sơ đến ngày 22 tháng 9 năm 2015, đứng yên so với tháng trước. Diện F3 đã phỏng vấn những hồ sơ đến ngày 22 tháng 11 năm 2008, đứng yên so với tháng trước. Cuối cùng là diện F4 đã phỏng vấn những hồ sơ đến ngày 22 tháng 3 năm 2007, đứng yên so với tháng trước. Sau đây thông báo thư mời phỏng vấn tháng 5 năm 2022 đã phát lần 1. Mọi người nhớ kiểm tra email của mình nhé. Diện IR2, cha mẹ có quốc tịch, bảo lãnh con dưới 21 tuổi. Ngày nhận thư phỏng vấn là ngày 12 tháng 4 năm 2022. Ngày hoàn thành 6 bước là ngày 27 tháng 12 năm 2021. Ngày ưu tiên hồ sơ, ngày 27 tháng 11 năm 2019. Ngày phỏng vấn là ngày 13 tháng 5 năm 2022. Thư phỏng vấn sẽ được phát nếu đủ các điều kiện dưới đây. Thứ nhất, đó là lịch phỏng vấn vượt quá ngày ưu tiên. Thứ hai, hoàn thành hồ sơ sớm nhất. Thứ ba, hiện tại thư mời phỏng vấn chỉ phát cho diện F4, phát đến ngày hoàn thành, ngày 30 tháng 1 năm 2020. Xin các cô chú, anh chị và các bạn lưu ý. Đó là vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, dành cho diện F4. Sau đây lịch mở hồ sơ tháng 5 năm 2022, hay còn gọi là lịch làm theo 6 bước của NVC. Tính đến tháng 5 năm 2022, lịch mở hồ sơ đối với diện F1 đã mở hồ sơ đến ngày 15 tháng 5 năm 2016, đứng yên so với tháng trước. Đối với diện F2A vẫn là chữ C ở thời điểm hiện tại. Diện F2B đã mở hồ sơ đến ngày 22 tháng 9 năm 2016, đứng yên so với tháng trước. Diện F3 ngày 22 tháng 8 năm 2009, đứng yên so với tháng trước. Diện F4 ngày 1 tháng 10 năm 2007, đứng yên so với tháng trước. Như vậy, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên lịch mở hồ sơ và lịch visa vẫn đứng yên, không có gì thay đổi. Hy vọng rằng trong những tháng tiếp theo thì tình hình sẽ được cải thiện thêm. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video này của mình. Nếu cảm thấy video mình hay và hữu ích, xin mọi người giúp mình bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh để động viên tinh thần cho mình trong những video tiếp theo. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!